900 rồi đó, giờ trả 320 không? Tất cả là 1 triệu hết phải không? Lấy nhiều chú? 70. Cái này ngon lắm, cái đây bán là ngon lắm, bán cho con trẻ. Mẹ nó đi mua đó. Dạ, nó phải có. Thank you.
nó luôn hả? Nó còn ba luôn chú ơi. Xíu 300 ngàn một ký. Bánh mì 15k một ký, 15k một ổ.
sụp cũng giống cô. Miếng rau cỏ mình sụp ra. Rồi, đúng rồi. Vỏ lại ông cầu to loại với cầu thì trang. Rau cỏ mình sụp ra. Vậy thì có mọi chi cầm to, cầm to nè. Giống cầu. Với cầu nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây.